Đặc biệt cây này rất là có duyên nha cả nhà. Coi cái củ vậy kìa. Ôm cái củ rồi. Thôi ôi. Nãy cưng lắm nha cả nhà. Thấy cưng dữ lắm cả nhà ơi. Rồi mà cái nó mặt ở trước thì nó cũng vẫn có chân cẳng ha. Đây. Hai bên đều có duyên hết. Rồi, lên cây kế tiếp. Quá wow, trời cây mịn nạt. Già khủng khiếp cây mai vườn ha nha. Cành nhánh. Rồi, chiều cao cái này là nó được 95. Cao 95. Tán ngang cái này là nó 70 cả nhà. Tán ngang rồi, 70. Em đo ngay vị trí này cả nhà. Vị trí này là nó được 57 hoành. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Hiện tại em đang có mặt tại nhà vườn Hiếu Nghĩa tại xã Hưng Chánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Để quay cho cả nhà cùng giao lưu với nhà vườn mình những cái cây mai tại vườn ha. Thì bên nhà vườn mình á thì có đủ loại nè, những cây mai mai ghép nè. Ghép như cả nhà thấy em là trước mắt những cây mai siêu bông bình lợi ha. Những cây phôi, mai vàng cũng có, rồi tứ quý cũng có, rất là nhiều luôn. Thì cô chú anh chị mình thích cái loại nào thì cứ alo nhà vườn ha. Thì bên nhà vườn mình sẽ báo mã số. Thì ngoài những cái mã số ra thì sẽ có những cái cây bên ngoài cả nhà mình, ví dụ như có cần cái loại gì cứ alo nhà vườn, nhà vườn sẽ tư vấn và gửi cây cho chúng ta xem ha. Rồi chúng ta tiến vào gặp nhà vườn nha. Chào Nghĩa nha. Dạ em xin chào anh Thảo ha. Xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh của anh Thảo ha. Thì hôm nay vườn em cũng có lên số bonsai gọn gọn hết cả nhà, thì rất mong clip này cả nhà mình sẽ xem ủng hộ ha. Thì số điện thoại Zalo nhà vườn em là 0384930158, em có xài Zalo số đó cả nhà. Mở đầu thì em giao lưu cả nhà mình là một cây mai siêu bông bình lợi ha. Siêu bông bình lợi. Chiều cao cái này là nó được 78. Tán ngang cái này là 1 m cả nhà. Hoành vị trí này là nó 35 cả nhà. Tổng cái hoành đế cái này là 95. Co thân lắc có cái duyên ha cả nhà. Rồi quay vòng coi. Này mà nuôi Tết là nó ra dày cây đọt nó dữ lắm cả nhà. Đó. Bệ vợ rất là to ha, cộng dễ lực lực thân đẹp và cốt cành đóng rất là chuẩn luôn. Cái này giao lưu giá nhiêu vậy ha? Dạ cái đầu tiên này em xin đo ship cả nhà mình, cái này là giá 8.700.000 em bao phí vận chuyển mình ha. 8.700.000 cho cây mã số 1. Đây cả nhà mình xem những cái cọng rễ của nó rất là lực nha cả nhà, cọng rễ cắm rất là lực nha, và cái đường thân của nó rất là đẹp và nó đóng cành nè, cành 1, cành 2, cành phong đều nó đều vô cái dáng bonsai hết ha, rất là ok ha. Và cây đang cực kỳ mạnh nha cả nhà. Cô chú anh chị về có lấy bo được thì lấy, còn không mình để form vậy thì bấm tới Tết là chơi là ok rồi. Cọng xương này lớn hết trơn rồi cả nhà. Xương lớn nha, cái hàng này là đã lấy qua bo một chập rồi đó. Đây. 8.700.000 cho cây mã số 1. Rồi lên cây kế tiếp. Rồi kế tiếp là cây mã số 2 nè. Dạ, mã số 2 em xin cho luôn cả nhà mình là một cây mai siêu bông bình lợi nha. Bình lợi luôn. Cây này có chiều cao là 66. Cây này quá trời cái dạng cốt rồi. Tán ngang cái này là 60. Cái này cốt đẹp nha cả nhà. Hoành là 32. Tổng cái hoành cũ cái này là 60. Rồi cái siêu bông bình lợi mã số số 2. Số 2, cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 3.700.000, em bao phí vận chuyển. Nhiêu? 3.700.000. 3.700.000 hả? Dạ. Ồ, cây này giá 3.700.000 hấp dẫn nha cả nhà. Nó cũng không xê xích cái kia nhiều à. Thì cái nào mà em mua phôi rẻ thì bán rẻ à, cả nhà. Cái này là mua rẻ bán rẻ rõ ràng nè. Coi chú anh chị mình xem cái cây này nó được một cái á, là cái dàn cốt nó nè, dàn cành nhớ dàn thân dàn đế thì nó ok nè, mà dàn đốt nó cốt nó đóng rồi cả nhà. Em đóng là từ tên xuống dưới nè, nó đều hết trơn luôn. Cái cây như thế này cả nhà nuôi tới Tết là rất là ok luôn ha. Ở đây chỉ duy nhất nó có một cái da nó bị dập, nhưng mà cái da trong nó đã là kéo lên hết rồi nha. Này thì tới Tết là nó liền lạc hết. Ok, giá 3.700.000 phải không? Dạ, bao ship 3.700.000 cho cây mã số 2. Quá ok. Rồi, cái tới là một siêu phẩm. Siêu phẩm hình thú ha cả nhà. Đây cũng là cây siêu bông bình lợi luôn. Cây này được cái là cái dàn cốt nó mọc rất là đều cả nhà. Nó đều. Cây này thì nó quá là ok kìa. Cây này tổng chiều cao này là 66 nha. Cái này hổm do bị sâu, chịch chưa kịp, nên em chịch sâu rồi cả nhà. Rồi tán ngang cái này là 55. Tán ngang 55. Em đo ngay cái eo nhỏ nhất ngay chỗ này là nó 33 nha cả nhà. Cái chỗ này cái eo nhỏ này là 33 nha. Rồi em đo ngay chỗ cái chặt nở này cả nhà.
là 59. 59. Tổng cái nguyên cái hình dài cái con thú này là nó 110. Em đo cái chiều ngang cái từ cái lưng này tới đây ha là nó 45 cái nha. Ừ. Thú là 45 ha. Rồi, cái mã số 3 này giao lưu giá nhiêu vậy? Rồi cái này mã số 3 em giao lưu cả nhà mình cái này là 8 triệu rưỡi. Bao nhiêu vận chuyển nha? 8 triệu rưỡi. Thì ở đây cả nhà mình xem nhà vườn mình nó nuôi cái cây nó đã sống mạnh rồi ha, nó kéo nhựa như thế này rồi mới ghép vô, do đó cây cực kỳ mạnh luôn. Yeah. Với lại cây nó còn hơi non, ví dụ như cả nhà mình mua có gửi lại nhà vườn thì gửi, nhưng mà ví dụ gửi đi nhà vườn sẽ bao cho chúng ta là cây sao gửi tới như vậy ha. Nghe thế này thì nó có chạm da nhẹ chút xíu bằng ngón tay em như vậy cả nhà. Đây có chứ chị bằng ngón tay em nha. Nó có nứt mình chưa có lột ra, tại này á nhiều khi trong quá trình vận chuyển rồi phải gì mình lôi rồi này nọ cả nhà. Thì đây có chút xíu như đây ha, nhưng mà cả nhà mình cứ để nguyên vậy đi thì nó ở trong trong mát thì nó sẽ mau kéo hơn. Thì tụi em á là nhà vườn á mình nhìn mới biết thôi chứ cô chú anh chị mình không biết đâu, nhưng mà phải báo cho người ta. Nó có chút xíu ngay đây à. Có ngay chỗ này à, chỗ khác mình búng không có là ok à. Và đặc biệt cây này rất là có duyên nha cả nhà. Coi cái củ quệ kìa. Ờ ôm cái củ rồi. Trời ơi. Nảy cưng lắm nha cả nhà. Nảy cưng dữ lắm cả nhà ơi. Rồi mà cái nó mặt ở trước thì nó cũng vẫn có chân cẳng ha. Đây. Hai bên đều có duyên hết. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, cây kế tiếp. Kế tiếp là em xin giao lưu cả nhà mình là một cây mai cúc họ Hương ha. Cây này nó có vết lũa nhẹ chỗ này. Cây này mã số mấy vậy ta? Mã số 4. Mã số 4 hả? Chiều cao chiều cao của này là nó 1m08 cả nhà. Cây này mã số số 4 đúng rồi. Đá ngang cái này là 1m35 cả nhà. 35. Cây này em bán giá hữu nghị cả nhà. Hoành là 32. Hoành 32. Tổng cái hoành đế em đo theo vị trí này là nó 117. Cây này là cúc họ Hương cả nhà. Cúc họ Hương. Dạ. Rồi, cây này thì em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 4 triệu rưỡi, em bỏ chậu. Giá 4 triệu rưỡi. Này chậu 55 à. Chậu này chậu 6 luôn anh. 6 không? 6 à. Ừ. Chậu lớn quá. Đây ở đây thì nó có cái sẹo chút xíu mà nó đang kéo gần hết rồi nha cả nhà, kéo gần hết rồi. Cả nhà mình xem cho kỹ. Đây, ở đây nó bể xù nè. Cái cốt thì bự hơn ngón tay cái luôn nha. Mấy hàng này cả nhà mình tết là chơi bông phải nó rực rỡ luôn, nó già như thế này nụ nó kẹo cả nhà. Còn cái những cái chân nụ cũ nè. Về cô chú anh chị mình mua xong mình bấm bớt cái con bớt tàn lại cho nó bung ra. Thì tết này nó đặt vừa tàn về tàn hơn ha. Rồi, lên cây kế tiếp. 5. 5. Rồi, em xin giao lưu cả nhà mình là một cây siêu hình lợi. Hàng này thì đế dách đều đẹp nha cả nhà. Này nghĩa lên hàng khá nha cả nhà. Đáng sưu tầm không đó. Rồi hoành chỗ này là nó 38 cả nhà ơi. Hoành 38. Tổng cái hoành đế em đo như vậy nha cả nhà là nó 1m2. 1m2. Cao là 75. Cao 75. Tán ngang cái này là 75 luôn cả nhà. Ừ. Rồi siêu bông bình lợi mã số 5. Số 5. Em xin giao lưu cả nhà mình cây này nó vót ngọn luôn cả nhà. Này nó vót ngọn luôn ha. Đây cái ngọn ở đây là cắt cút ngọn nhỏ xíu luôn. Giờ thấy rồi báo giá đi. Rồi cây này em báo giá cho cả nhà mình, cây này là 8 triệu 3, em bao ship. 8 triệu 3 bao phí ship. Dạ. Siêu bông bình lợi ha. Cây này ship luôn chậu cả nhà. Cả nhà xem nè, bệ đế quá khứ bệ đế nè. Thì cái cây này nè cả nhà. Cô chú anh chị mình xem nó lắc 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp, 4 nhịp, 5 nhịp lên tới ngọn là 5 nhịp luôn nha. Thì cái cây cả nhà mình thấy những cây giáng long miền Tây em thì đồng ý nó cũng có lắc lượng, nhưng mà nó ít có những cái cây mà lắc khéo như thế này nè. Nó lắc lên tới 5 nhịp lận mà cái ngọn nó vót ngọn rất là đẹp, rất là dễ thương ha. Đây, cả nhà mình xem cái đường thân lắc nó rất là khéo. Và nó có cốt cành đóng rất là hợp lý nha cả nhà, phân bổ rất hợp lý. Những cái cây như thế này thì mà khi mà Tết chúng ta lặt lá ra thì nó đẹp đó. Rồi, lên cây kế tiếp. Cái tới là cây mã số 6 nè. Dạ, mã số 6 thì em xin giao lưu cả nhà mình là một cây mai siêu bông bình lợi luôn đó nha. Siêu bông này em lên giống hot nè. Chiều cao của này là 70. Cao 70. Tán ngang là 80. Cây này nó có cái đuôi luôn cả nhà. Hoành chỗ này là nó 30 cả nhà. Hoành 30. Rồi, cây siêu bông bình lợi mã số 6. Cây này thì em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 2 triệu 9, em bao phí vận chuyển. 2 triệu 9. Cho cây siêu bông lợi, cây to hả nha, cây này to, bệ đế nè, thân nó lắc, có đuôi luôn, thân lượng lắc ha, có đuôi. Này hàng này thì về mà sau này chúng ta vô được cái chậu mà ép sao vô được chậu chữ nhật rất là dễ thương nha. Cây cái cốt cái cành ghép nó cũng khá là cứng nha nha. Rồi lên cây kế tiếp. Rồi mã số này mã số 8 rồi, số 7 7 hả, mã số 7.
Mã số 7 em xin cho luôn cả nhà mình là một cây mai cúc 40 cánh. 40 cánh. Ghép gốc tứ quý, hàng này ghép khoảng tầm 3 mùa cả nhà. Trời ơi, cả nhà mình xem có cái đầu nữa nè. Cao này đầu. Khoảng 1,5 m, 1,6 m cả nhà. 1,5 m, gốc tứ quý nha cả nhà. Hoành gió này là 33. Hoành 33. Tổng cái hoành đế cái này là nó 96. Rồi cây tứ quý mã số 7. Cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 6,8 triệu. Bao ship giá 6,8 triệu cho cây mã số 7 nha, cây cúc 40 cánh ghép vô cây 4 mùa luôn. Và cô chú anh chị mình xem những cái đầu ghép nè. Rồi nó lên giờ nó thành cây quái luôn cả nhà. Nó liền hết rồi, già ghép lâu năm rồi. Cột cành bự chảng, mấy hàng này Tết nó nở bông cái phải nói là nó như cây mà giả luôn á. Rồi, đây cây kế tiếp. Rồi, kế tiếp là mã số tứ quý. 8 cả nhà. Mã số 8. 8 xin cho luôn cả nhà mình là một cây siêu bông bình lợi ghép gốc tứ quý ha. Rồi chiều cao cái này là 75. Cao 75. Nó ngang là 45. Hoành chỗ này là 38. Tổng cái hoành đế cái này là 90. Rồi, cây mã số 8 siêu bông lợi gấp tứ quý, cây này đóng được 5 bo cả nhà. Cây này thì em xin bao ship cả nhà mình, cây này giá 4,3 triệu, em bao ship 4,3 triệu. Nè, cả nhà xem cái gốc tứ quý khá là to nha. Đó là to. Tứ quý mà ghép này đang bị lú cây 2 thì nó nở bông phải nó là ok rồi nè. Rồi, lên cây kế tiếp. Mã số 9. 9, em xin cho luôn cả nhà mình là một cây bạch mai nha, ghép pha mai tứ quý nha. Rồi chiều cao cái này là nó 1,1 m, sáng ngang cái này là 60 ha, hàng này đôn tàn mới ra cả nhà. Đọt quá đẹp, cái màu đẹp. Hoành chỗ này là 27 cả nhà. Tổng cái hoành đế cái này là 84. Rồi cây mã số 9 này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 2,9 triệu, em bao ship. Này ghép dòng bạch mai gì nghe? Mai dảo. Cái này hồng tuyết mai vậy anh. Dòng này hồng tuyết mai vậy. Em ở đây không có ghép miếng điện cả nhà. Bông dảo ha. Đây khoan khoan, đứng đứng xách đứng xách. Đây cả nhà mình xem cái lá nè, rất là đẹp nha. Gặp ghép vô tứ quý mà cái mình đôn nữa thì nó lên cái màu đẹp lắm. Đây cả nhà xem, đã chưa? Màu nội cái mùa này mình chơi lá thôi là nó đã đủ phê hết nha. Ghép tứ quý nữa. Rồi, lên cây kế tiếp. Rồi, này mã 10. 10. Số 10 em xin cho luôn cả nhà mình là một cây mai phôi mai vàng hết nha, có cái đuôi luôn. Dạng hình thú lê lai hết cả nhà. Rồi, hoành chỗ này em đo nó là 23. Hoành 23. Tổng cái hoành đế cái này là nó 84. Rồi cái này nó có cái đuôi luôn đó nha. Ừ. Lai lai ha. Rồi cây mã số 10 cái này em xin bao ship cả nhà mình. Hoành đế khá là đẹp nha. Cái này vô cái chậu này 3,5 tấc lọt lòng. Cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 2,7 triệu, bao phí vận chuyển. 2,7 triệu bao phí vận chuyển. Đây cả nhà mình xem cái phôi mai vàng nha, cái phôi mai vàng. Thì được cái mai nó mai vườn đó, nó già nhìn cái màu hấp dẫn lắm. Cái cây mà bonsai hay cây diễn vậy ha, nó đòi hỏi phải là cổ kỳ mỹ và cái cổ là đứng đầu á, già cây và cây này đẹp quái nữa ha, rất là ok luôn. 2,7 triệu bao ship à? 2,7 triệu bao ship. Cây này cô chú anh chị mình đem về ghép liền được á cả nhà, đem về ghép liền được á. Giá này thì em thấy nó vừa túi tiền á nha, đẹp lắm. Rồi, anh cây kế tiếp. Mã số 11 em xin cho luôn cả nhà mình là một cây mai dảo tử sắn này cả nhà. Chiều cao này là 80, ngang là 85. Hoành chỗ này là nó 21. Tổng cái hoành đế cái này là nó 112. Đế 112. Cái này thì nó có một cái vết lửa ở dưới phía trái nha, nó đang liền. Rồi cái này thì em xin bao ship cả nhà mình, cái này là giá 2,2 triệu. Em bao phí vận chuyển nha. 2,2 triệu nha cả nhà. Cái... có chậu luôn nha. To đẹp nha. 2,2 triệu, có cả bao ship cả chậu luôn. Rồi, kế tiếp. Rồi, kế tiếp là cây mã số 12 hả? 12. 12. 12 em xin cho luôn cả nhà mình là một phôi mai vàng. Phôi lớn lắm nha. Xác lớn cả nhà. Đó. Cây này bàn tay em bảo gì là cả nhà anh biết nó bự lắm rồi cả nhà. Đó. To đùng ha. Và cái cây này làm như nó có dấu hiệu là nó nổi nu khắp thân ha. Bên này có cục nu chà bá nè cả nhà. Cây này là em bao khỏe cả nhà mình luôn. Cây này là nó có dấu hiệu nó nổi cục. Cây này là mấy cái mặt hẹo này mới gọt lại thôi cả nhà. Rồi, đâu không xấu gì. Chiều cao cái này là 74. Cao 74. Cái hoành em đo ngay vị trí này nha cả nhà.
là 81 hoành. Nếu đo vậy nè nha, đo nó cắn nở vậy nè nha, cắn nở 81. Còn nếu mà đo lên như vậy là nó 75 hoành nè các nha, 75 hoành cục thịt nè. Đó, cái đường kính bầu của cái cây này hiện tại nó đang là 70, 72 đến 70 các nhà ha. Ở đây nó có một cái cục bú rất to. Cái cục bú này nói chung thì cây thì mình thấy độc lạ nha, người kiểu này là tiêu luôn các nhà. Qua hoành chỗ này là 40 cái cục bú rồi các nhà, cục bú 40. Rồi cái cây này mình giao lưu giá làm sao nè? Dạ cây này thì em xin bao ship cả nhà mình 200 cây số, giá là 25 triệu. 25 triệu. Dạ rồi, để quay mặt sau thì ở đây nè cả nhà, ngay chỗ cái bú này nè, nó có bị nó bị lũa một phần của cái bú nha. Quay cho cả nhà xem kỹ. Cái cây này nó ngộ một cái cả nhưng nhà. Nhưng mà cái cây này là gỗ cả nhà, mình đục ra cái mặt phần này rất là tươi nha, em bao cả nhà tươi nha, không có bị khô mà dễ tân nha. Cái nhà cứ mua về cái nhà của em, về cái nhà đục thử cái này nó tươi trong à. Cái này em chỉ sức keo thôi nha, gỗ rất là tươi. Đây, cả nhà mình xem nó cái hiện tượng nó vòng vòng nó nổi nu, cả nhà mình xem lên cục cục như này nè. Nè, ở trên những cái đường thân nó cũng đang cái dấu hiệu nó nổi kiểu vậy nè. Này nó có chắc có lai mai chú thủy. Cả nhà xem nó ngộ lắm, nổi bú. Chắc là bự cả nhà ha. 25 triệu bao ship ha. À, bao ship. Nói chung bự con lắm cả nhà, cái này bự con lắm. Cái hướng á, nếu như mà cô chú anh chị nào mà mạnh tay á thì mình về mình cắt cây bonsai lùng rất là ok luôn ha, cắt lấy cái mồi chỗ này ha, lấy cái mồi về lên chỗ này, này mình đá lại mình lấy tới đây thì nó rất là ok ha. Tùy mỗi người là có một cách làm nha, cái đó thì em thích như vậy thôi. Đây, đây cả nhà mình cắt đây và đây mình đốn ngay đây nữa thì nó rất là lực cái cây luôn, cực kỳ lực luôn, và nó ra cái cây nhìn nó dễ chịu ha. Thì em là thấy vậy đó. 25 triệu bao phí ship cho ông ta. Rồi ông cây chụp tấm hình luôn cái coi. Ok. 13. Em xin giao lưu cái nhà mình là một cây mai siêu bông bình lợi. Form đàn dù ha. Ghép gốc tứ quý nha cả nhà. Dạ, tứ quý à. Cái này nó cao. Chắc gì nó khoảng tầm 1m4 cả nhà. Cao 1m4. Tá ngang hiện tại giờ là nó được 90. Ngang 90. Rồi hoành chỗ này là nó 42 cái nha. Hoành vị trí đó 42. Tổng cái hoành đế cái này là 113. Rồi cây siêu bông bình lợi. Ghép tứ quý. Giao lưu giá nhiêu nè? Cái này em bao ship cả nhà mình, cái này là 9 triệu 3. Em bao ship. 9 triệu 3 bao ship. Gốc tứ quý nha cả nhà. Rồi. Ok. Kế tới là cây siêu bông bình lợi mã số 13. 13 hay 14? 13. 14 á. Nãy cây nãy là 12 á. Cây này 13, cây này 14 nè. À 14. Rồi. Rồi. Cây siêu bông bình lợi cái này. Mã số 14 nha. Cây này dù luôn ha. Cô chú. Dù mà không có lập tàn á nha. Ừ. Chiều cao này là 1m3. Tán ngang cái này là 1m1 cả nhà. Ngang 1m1. Hoành chỗ này em đo nó là được 35. Tổng cái hoành đế cái này là 1m34. Rồi cây siêu bông bình lợi ghép gốc tứ quý, cây này em xin giao lưu cả nhà mình, cây này là giá 7.500.000, em bao phí vận chuyển. 7.500.000. Đây có hai cây tặng dù nè, cả nhà mình lấy một cặp đi, bên nhà vườn mình bớt ta tỉnh tí bọng rồi ha. Đấy. Một cặp tặng dù luôn, siêu bông bình lợi ha. Và đặc biệt cặp này thì ghép tứ quý luôn mà hai cây tặng dù nữa. Thì cô chú anh chị nào thích tặng dù thì cây cặp này thì nó cũng khá là ok nè. Rồi, mình lên cây kế tiếp. Kế tới là một cái cây mai quá to luôn nè cả nhà. Này cây siêu bông bình lợi cả nhà. Siêu bông bình lợi. Quá trời cái cây mịn nạt. Già khủng khiếp, cây mai vườn cả nhà. Cặp nhánh. Rồi, chiều cao cái này là nó được 95. Cao 95. Tán ngang cái này là nó 70 cả nhà. Tán ngang. Rồi, em đo ngay vị trí này cả nhà. Vị trí này là nó được 57 hoành. Tổng cái hoành đế cái này là nó 1m23. Siêu bông bình lợi. Rồi cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 18.500.000. Em bao ship cho cả nhà mình 200 cây số. Cây lớn cây lắm nha cả nhà. Lớn cây mà mình nạt. Đừng để tôi xem cho. Rồi cả nhà mình xem nè, cái nước già của nó nè, nó già khủng khiếp. Và ở bên trên là cũng có chân cành nha. Bên trên có chân cành luôn. Cây này nếu mà hồi còn cái tàn của nó là dữ lắm nha cả nhà. Dữ lắm. Và cái này
cái cây này đã mạnh cây mới ghép nha cô chú anh chị, xem cái thẹo nó kéo nè, À, mạnh cái này cây cả nha nhà cả nhà mình vườn luôn để đó. già, cây này mình muốn có thay chậu thay bình thường ha. Đó, Cái này cái hàng này, chậu này nó thần chậu em mới ghép. hàng tương lai nha cả nhà, 10 10 10 18 triệu 500 ngàn. 18 triệu 500 ngàn, cây lớn cây nha, lớn cây nâng cây nhìn coi nó lực cây lắm cả nhà, 50 mấy hoành cả nhà, năm mấy 57 hoành. hoành. Và tên này nè, những cái cốt cành đồ này nó cả nhà xem nó mạnh nè, kéo nhựa nè, rất là phê luôn nha. Rồi 18 triệu 500 ngàn lên cây kế tiếp này, 16 á, 16 không đâu. Rồi, 16 em xin cho luôn cái nhà mình là một cây thọ hương ghép túi cả nhà. Cây lớn cây quá trời. Nó đứng cũng xa lắm mà. Chưa hết cái này được chắc cả mét 6 mét 7 cả nhà. Hả? Cao quá không có đâu tới. Cái hoành em đo chỉ này là nó 37. 37. Đo xuống chỗ này nó hở chút xíu, này là nó 47 cả nhà. Tổng cái hoành đế cái này là nó 1m31. Hoành đế 1m31. Rồi cái cúc thọ hương mã số 16, dàn đế đất ken luôn cả nhà ha. Đó đây, rất là đẹp luôn. Giá nhiêu nè? Rồi cái này em xin bao ship cả nhà mình, cái này giá 16 triệu, em bao phí vận chuyển. 16 triệu cho cây tứ quý ghép cúc thọ hương, cây lớn ha, đang nằm chậu 7 lọt lọng. Và cái chân cành cô chú nhìn xem nó to to không ha. Hàng này thì hàng ghép cứng mùa cây mai đôn, do đó thì Tết nở bông thì phải nói là ok rồi. Thêm được nữa nó nằm trên cây tứ quý nữa thì không gì bằng hết cả nhà. Rồi 16 triệu cho cây cái... okay. Rồi, nắm cái tiếp 16. 17 cả nhà. 17. 17 em xin cho luôn cả nhà mình là một cây mai siêu bình lợi ha. Cái này cũng tứ quý rồi cả nhà. Tứ quý rồi. Cái này cao chắc khoảng tầm 1m6 cả nhà. 8 ngàn hiện tại giờ nó là 75 nha. Hàng này em mới đôn tàn lại nha cả nhà. 8 ngàn 75. Hoành ngay cái vị trí này là nó 42 hoành. Hoành 42. Đế cái này là nó hết thước dây. Ờ. Cái này đang cái này hình như chỗ 8 anh nha. Chỗ 8 lọt lòng. Chỗ 8 lọt lòng. Rồi cái tứ quý này mình giao lưu giá nhiêu nè? Bự quá trời bự à. Cái này to cả nhà. Rồi cái này thì em bao ship cả nhà mình, cái này giá 19 triệu. 19 triệu 200 cây số. Đấy, Becken. Cái này mà mặt bên đây nó đẹp quá nha. Nữa mình chân mình quay cái mặt này ra ha. Đúng rồi. Này quá nó cũng nôm lên khúc rồi nha. Nôm lên cái nồi cái cọng rễ bự 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 không ha. Đây. Nói chung thì cái này bên nhà vườn mình là nhờ tại ở đây thì có lâu có mấy anh em lái bứng cây về đó. Để cái phôi thì giá cũng vừa phải nên giao lưu chúng ta giá vừa phải, chứ cô chú anh chị cũng biết giờ cái cây tứ quý cái giá nó cao lắm. Quý giờ phải nói là nó sốt, càng ngày càng sốt chứ. Sau đó thì ghép vô cái giá này thì cô chú anh chị nào mà đang trong cái tầm của mình á thì mình cứ liên hệ nhà vườn em để mình giao lưu cây. Cây này kết luôn nha anh ơi. Kết luôn ha. Rồi kết luôn. Rồi vậy thì chắc kết thúc cái clip luôn ha nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Thì ngoài những cái cây mai nãy giờ chúng ta quay ra thì bên nhà vườn mình cũng còn rất là nhiều nha. Cô chú anh chị mình đang có cái nhu cầu cái loại gì, cái cây cả trạng nào thì cứ nói nhà vườn để nhà vườn quay gửi tư vấn ta ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.